Cô xin chào các em sinh viên thân mến. Trong phần chương 2 của kế toán tiền, chúng ta đã học đến kế toán tiền gửi ngân hàng các em. Mục 3 nhỏ, kế toán tiền gửi ngân hàng. Về lý thuyết thì kế toán tiền gửi ngân hàng đó là tài khoản tiền gửi ngân hàng phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp. Tiền gửi ngân hàng này là tiền của doanh nghiệp, là tài sản của doanh nghiệp. Về nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng như sau: chỉ nên duy trì một lượng tiền mặt hợp lý để sử dụng. Thường thì doanh nghiệp chúng ta rút tiền mặt về công ty chỉ sử dụng một cái khoản tiền hợp lý nhất định nào đó. Chúng ta không nên giữ tiền mặt nhiều vì thứ nhất là nó không an toàn và nó cũng không sinh được lợi nhuận. Cho nên nếu tiền thường thì doanh nghiệp thanh toán qua tài khoản ngân hàng và gửi tiền trong ngân hàng, cuối kỳ chúng ta lại sinh lãi và an toàn. Phần còn lại nên gửi vào tài khoản ngân hàng nè, vừa đảm bảo tính an toàn, vừa được hưởng lãi suất tiền gửi. Về mặt chứng từ, khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, nếu chúng ta rút tiền thì là chúng ta nhận được giấy báo nợ. Nếu tiền về, khách hàng trả tiền trong tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, tiền tăng lên thì chúng ta nhận được giấy báo có. Giấy báo nợ và giấy báo có cô ghi màu xanh cho các bạn chú ý. Kế toán phải kiểm tra đối chiếu chứng từ gốc kèm theo. Thí dụ như mình thanh toán hóa đơn nào bằng tiền gửi ngân hàng thì mình kiểm tra tổng số tiền trên hóa đơn và giấy báo nợ của mình, số tiền nó có giống nhau hay không. Rồi khi mà nhận được tiền về thì mình cũng đối chiếu với cái hóa đơn mà khách hàng trả cho mình, hóa đơn số mấy, tổng số tiền là bao nhiêu và cái phía ngân hàng là bên nào chịu. Mình kiểm tra đối chiếu cho nó khớp số liệu nha các em. Tiếp theo là phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi ngân hàng theo từng tài khoản ở ngân hàng để cho tiện cho việc theo dõi kiểm tra đối chiếu. Vì công ty có khi là gửi 2-3 ngân hàng, ví dụ ngân hàng Aribank thì mình chi tiết ra là tài khoản 112 AGR, đúng không? Aribank. Hoặc là Vietcombank thì bạn chi tiết ra đặt theo cái tên ở phía sau cho nó dễ. Đó. Rồi tiếp theo các em. Định kỳ cuối mỗi tháng, kế toán phải kiểm tra đối chiếu giữa số liệu ghi sổ kế toán với sổ phụ ngân hàng, tức là giữa kế toán theo dõi cái mảng ngân hàng á, tài khoản ngân hàng ở công ty mình phải đối chiếu với sổ phụ bên ngân hàng, xem coi tiền vào tiền ra của tài khoản ngân hàng nó như thế nào, có chênh lệch hay không. Nếu có sự chênh lệch thì đơn vị phải thông báo cho ngân hàng để cùng đối chiếu xác minh và xử lý kịp thời. Về mặt chứng từ sử dụng, giấy báo nợ, nãy cô đã nói rồi, giấy báo nợ có nghĩa là tiền ngân hàng giảm, giấy báo có là tiền ngân hàng tăng, hay gọi là tiền về đó. Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, xét chuyển tiền, xét bảo chi, bản sao kê của ngân hàng. Về tài khoản sử dụng thì kế toán sử dụng tài khoản 112, các bạn nhớ nha, tài khoản 112 là tiền gửi ngân hàng để phản ánh tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng. Tài khoản 112, tài khoản cấp 1 là gồm có 3 chữ số nè, 112 tiền gửi ngân hàng. Tài khoản cấp 2, 1121 tiền gửi ngân hàng Việt Nam đồng, 1122 tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ, 1123 tiền gửi ngân hàng là vàng tiền tệ. Sau đây là sơ đồ chữ T tài khoản sử dụng. 112 tiền gửi ngân hàng cũng giống như kết cấu của chữ T tiền mặt các em. Vì nó là tài sản thì số dư đầu kỳ nằm bên nợ phát sinh tăng, bên nợ phát sinh giảm bên có và số dư cuối kỳ nằm bên nợ. Phát sinh tăng là do thu tiền của khách hàng hoặc là gửi tiền vào ngân hàng. Gửi tiền vào ngân hàng, chứng từ là giấy nộp tiền và giấy báo có. Phát sinh giảm là do mình chuyển trả tiền cho người bán nè, chuyển trả tiền cho người bán hay là người cung cấp, nhà cung cấp, cô ghi tắt NCC là nhà cung cấp, người bán đó, hay là chuyển trả tiền mua tài sản, mua nguyên vật liệu,
chứng từ là ủy nhiệm chi và giấy báo nợ. Cô cho các bạn ví dụ về thu tiền gửi ngân hàng. Ngày 10 tháng 6 năm 2008 nhận được giấy báo có của ngân hàng Vietcombank, số tiền là 214.989.000 đồng. Nội dung là ghi khách hàng Bình Minh chuyển trả cho hóa đơn số 1577 ngày 3 tháng 4 năm 2018. Đó. Tức là khách hàng này mua hàng lúc tháng 4 mà tháng 6 trả tiền bằng chuyển khoản. Thì tiền vào tài khoản ngân hàng thì tiền tăng lên, nợ tài khoản 112 tăng, ghi bên nợ. Có tài khoản 131 phải thu khách hàng giảm, ghi bên có. Số tiền. Các em hiểu chưa nào? Tiền vào tài khoản là tiền tăng lên, phải thu khách hàng giảm, một nợ một có. Thường phí chuyển tiền thì bên người nhận chịu các em. Thì cái phí chuyển tiền đó thì chúng ta sẽ ghi vào chi phí quản lý doanh nghiệp, tài khoản 642. Rồi cô cho ví dụ tiếp nè. Ví dụ, khi kiểm tra hóa đơn 1577 ngày 3 tháng 4, 2008 đúng là phát hành cho khách hàng Bình Minh. Kiểm tra đúng rồi. Nhưng mà số tiền bao gồm thuế giá trị gia tăng là 215 triệu đồng. Đó. Vậy thì tiền vào trong tài khoản của mình chỉ có là 214.989.000 đồng. Kế toán xác định được chênh lệch là 11.000 đồng là do phí chuyển tiền người nhận chịu. Vậy thì bên công ty Bình Minh đã chuyển khoản hết rồi, nhưng mà ngân hàng đã trừ phí. Trong cái tiền 215 triệu này, ngân hàng đã trừ phí 11.000 đồng. Đó, 11.000 đồng. Vậy thì kế toán định khoản nợ tài khoản 1121. Đó, ngân hàng Vietcombank tăng lên tiền vào tài khoản. Nợ tài khoản 642, 11.000. Có tài khoản 131, khách hàng Bình Minh, 215 triệu. Vậy thì công nợ đối với khách hàng Bình Minh đã trừ hết nè, phải thu khách hàng giảm 215 triệu. Phí chuyển tiền là 11.000 đồng đưa vô 642 và nợ tài khoản 1121 214.989.000 đồng. Các bạn hiểu chưa nào? Khi nào đề bài không nói đến phí chuyển tiền, không nói đến phí chuyển tiền mà tiền vào đúng bằng 215 triệu này thì các bạn hiểu là phí chuyển tiền đó là bên bán chịu. Rồi chúng ta qua ví dụ tiếp theo là ví dụ số 2 nha. Về chi tiền gửi ngân hàng. Ngày 20 tháng 6 năm 2008, phòng mua hàng đề nghị trả nợ cho người bán Châu Thành số tiền là 1 tỷ 2 là 1.200 triệu đó về khoản mua nguyên liệu trong tháng 4. Tháng 6 đề nghị trả một khoản tiền mua nguyên liệu trong tháng 4 kèm biên bản đối chiếu công nợ đã được giám đốc phê duyệt. Kiểm tra hai hóa đơn mua nguyên vật liệu của người bán Châu Thành đúng số tiền là 1 tỷ 2, kế toán lập ủy nhiệm chi theo mẫu của ngân hàng. Chi bằng tiền gửi ngân hàng thì kế toán lập ủy nhiệm chi theo mẫu của ngân hàng. Đây là cô ví dụ nha các em. Ủy nhiệm chi được lập như sau. Số tài khoản, rồi tên ngân hàng chuyển đi, đơn vị thụ hưởng, số tài khoản của đơn vị thụ hưởng, rồi tên ngân hàng, số tiền là 1 tỷ 2, lý do chuyển là trả nợ tiền hàng tháng 4. Sau khi ủy nhiệm chi được giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt, ủy nhiệm chi này được giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt, kế toán đem đến ngân hàng Vietcombank. Ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản tính hợp lệ của ủy nhiệm chi. Xem coi tài khoản có đủ tiền hay không nè. Tính hợp lệ là xem chữ ký này có phải của giám đốc hay không. Rồi xong chữ ký có thay đổi hay không. Kiểm tra đầy đủ và chuyển tiền. Sau khi chuyển tiền, ngân hàng gửi cho doanh nghiệp giấy báo nợ. Sau khi chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp đi thì tiền trong tài khoản bị cắt. Bị cắt thì mình nhận được giấy báo đó là giấy báo nợ. Giả sử giấy báo nợ số tiền là 1 tỷ 200 triệu 150 nghìn đồng. Đó. 150 nghìn đồng gồm 1 tỷ 200 triệu
tiền chuyển khoản trả nợ cho công ty Châu Thành, và 150.000 đồng này là phí ngân hàng. Phí ngân hàng, ví dụ như mình chịu phí ngân hàng thì nợ tài khoản 331 công ty Châu Thành là 1 tỷ 2 nè, trả xong nợ người bán đúng với hóa đơn là 1 tỷ 2. Mình chịu tiền phí thì ghi vào chi phí quản lý doanh nghiệp, nợ tài khoản 642 150.000, có tài khoản 112 1 tỷ 200 triệu 150.000. Vậy thì giấy báo nợ thể hiện số tiền bao nhiêu thì tiền ngân hàng của chúng ta bằng số tiền trên giấy báo nợ. Tiền ngân hàng giảm đúng bằng số tiền trên giấy báo nợ. Các bạn nhìn nhìn cái đề và nhìn bài giải. Đấy nha. Ngoài ra tiền gửi ngân hàng cũng dùng để thanh toán tiền điện, tiền nước và mua nguyên vật liệu, vân vân, tiền lương nữa. Cho nên một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác về tiền gửi ngân hàng thì các bạn cũng hạch toán tương tự trường hợp kế toán tiền mặt tại quỹ, mà chúng ta thay tài khoản 111 bằng tài khoản 112 thôi. Các em hiểu chưa nào? Rất là dễ luôn. Rồi, chúc em học tốt. Cô xin chào các em. Clip tiếp theo, clip sau tiếp theo cô sẽ hướng dẫn về kế toán tiền đang chuyển nha các em. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp cô nha. Cô cảm ơn các em.